Ok, hello, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Dư Khải Gaming. Và Dư Khải chúc anh em một buổi xem video vui vẻ đúng không? Và ngày tối hôm nay thì ở video này thì Khải xin phép với anh em là Khải có build đồ cho một cái ông anh. Ông mới chơi game thôi. Trong build đồ nguyên cái set này có một kim 8 thôi nè. Nguyên set này một kim 8 thôi. Khải cho anh em xem nè. Đây, áo. Đó, phục hồi 40 hợp kim. Đi kèm với cái nón kháng hỏa 12 chống 30. Đó. Rồi đi kèm với vũ khí, một cây đao kháng hỏa 8 và chống 30, lấy hiệu ứng anh em. Rồi một dây chuyền sinh lực cao hợp kim. Lực số mấy 70 thôi. Nói chung là với một kim 8 thì tầm này thôi anh em. Rồi một cái giày tốc 25, kháng lôi 15, nội lực 95. Đây, Khải cho anh em xem lại nha. Đây, xem lại này. Chúng bạn này mới chơi mà Khải build giùm ông này thôi. Với một set đồ tầm dạng này dàn cùi, dàn cùi bắp á. Một kim 8 thôi nè. Đầu tiên cái áo này. Áo phục hồi 40. Đó, áo này hiện tại bây giờ thị trường nó tầm phải 500 xu rồi. Áo này nó hiện 500 xu rồi. Rồi cái đao này kháng hỏa 8 và chống 30. Đao này thì lấy hiệu ứng với lại cho nó đẹp nè. Đao này nếu mà bán hiệu ở thị trường thì khoảng 200 xu rồi. Nón này kháng 12 chống 30. Nón này khoảng 50 vạn. 50 vạn là khoảng 100 xu nè. 50 vạn. Rồi tiếp tục là đai lưng. Đai lưng này khoảng 50 vạn. 50 vạn là 100 xu. Bao tay này cũng tầm 50 vạn. Nói chung là bán hàng, gọi là bán hàng cho xe nè. 50 vạn là 100 xu nè. Cái này hồi nãy có người mua Khải 300, Khải không bán. Cái này nếu bán ra cũng tầm 400 xu, 500. Dòng 2530. Rồi một cái nhẫn mọc này thì Khải chưa tìm được cái nhẫn nào ngon hơn để cho ông này. Mà thôi mang nó nhẫn thì tạm vậy. Được kích. Rồi cái giày. Giày kháng lôi 15, tốc độ 20. Đó. Rồi nhẫn, đây là nhẫn dưới. Nhẫn dưới sinh lực, lực kháng độc. Rồi. Còn gì nữa không ta? Mà nón, vũ khí, áo, dây chuyền. Áo, dây chuyền sinh lực, nỗ lực thôi. Nói chung là nguyên set này Khải build dùm một kim 8. Nói chung là so với kim 8 thì tầm này cũng ổn định luôn em. Tại vì đồ cứ tầm 100 xu, 200 xu, 100 xu, 200 xu nữa. Nên là tầm này là một kim 8. Nói chung là build dùm để xem thử có món đồ nào ngon hơn một tí nữa cho ổng thôi. Ok, anh em xem video này thì nói chung là Khải cũng có build cho anh em những set đồ tầm trung như một kim, 2 kim, 3 kim, 4 kim, 5 kim. Tùy theo anh em thích yêu cầu set đồ mình tầm bao nhiêu tiền thôi. Thì cứ Khải cứ nhắm sơ rồi build cho anh em xài thôi. Trong đồ thì sang ra khá là nhiều. Rồi ok. Rồi anh em xem thì đừng quên cho một like chia sẻ anh em ơi. Chung là lấy một kim 8 thôi. Có khoảng 120-140k thôi. Ơ 100k vì đồng đồng. Sẽ đồ đó 100k vì đồng đồng thôi nè. Một kim 8 thì gần 2 kim khoảng 100k thôi. Ok.